bạn muốn biết bạn là ai, hãy hành động. Hành động sẽ định nghĩa con người bạn. Và sau đây là những anh chị đã thành công sau khi trở thành GA. Trước tiên là mời anh Phương Bình. Hiện nay anh đang ở Mỹ. Anh là một GA cũng là nhà đầu tư EDFI và US Mom. Xin mời anh. Anh Bình ơi. Hi. Dạ, anh có thể mở video. Mở rồi chị. Camera. Dạ. Anh có thể chia sẻ cho mọi người. Dạ, xin chào anh. Rồi mọi người bé nghe mình nói ha. Yeah, dạ, chào anh Bình. Xin chào chị Câm Lý Dương, chào tất cả anh chị và các bạn thân mến. Thì mình là Lê Phương Bình, mình là GA khóa 1, đại sứ đầu tư toàn cầu của tập đoàn Camly Group. Thì mình có cơ hội cùng gia đình sang định cư ở Mỹ theo diện đoàn tụ từ năm 2017. Hiện tại thì mình đang sinh sống ở thành phố Lincoln, tiểu bang Nebraska. Đây là một tiểu bang mà nằm ở miền Trung Tây Hoa Kỳ. Nó có cái thời tiết khá là khắc nghiệt, khoảng từ 4 đến 5 tháng mùa đông là tuyết trắng. Nhưng mà người Việt mình hay nói là cái tiểu bang này nó lạnh, nhưng mà nó lành, nên là rất là phù hợp để cho con em học sinh sinh viên tập trung học tập. Nên có rất nhiều gia đình ở Việt Nam rất thích đưa con em mình, gửi gắm con em mình từ cấp bậc phổ thông luôn qua cái tiểu bang này để học tập từ lớp 9 luôn. Đó. Thì tham gia chương trình GA cũng là một cái rất là duyên may đối với mình. Thì mình có cái sự kết nối giới thiệu từ hai em là vợ chồng là Thịnh, Quang Thịnh với Liên, là cũng là người là khách hàng Urbinum của chương trình Imica. Rồi cũng may mắn là cũng có cái môi trường học qua Zoom thì mình mới có học được này, chứ còn học mà offline thì mình không thể nào tham gia được. Thì cái chương trình GA đại sứ đầu tư toàn cầu, đây là một chương trình mà một cái hướng đi rất là hay. Nó giúp cho bản thân mình không những nâng cấp bản thân mình, mở ra cơ hội kinh doanh, mà còn mang đến cho mình một cái niềm vui, một cái gì đó nó tự hào được đứng vào trong cái cộng đồng GA, góp phần được lan tỏa được những giá trị yêu thương, giá trị tốt đẹp và nhân văn rương ra thế giới. Thì nhờ các khóa học này thì mình mới bắt đầu biết đến là chương trình đầu tư Urbinum. Thực sự trước đó mình chưa hề biết, nhưng mà nhà khoa học này thì mình đã biết đến Urbinum là gì, nhận tới sang Mỹ có chương trình này, rồi biết đến cái chương trình đầu tư bất động sản Hoa Kỳ, rồi biết đến một tập đoàn Camly Group, Imica, US Home, rất là uy tín, rất là chuyên nghiệp, là cầu nối để mà giúp đỡ những người Việt Nam có nhu cầu đầu tư, mở rộng đầu tư của mình sang Mỹ. Thì từ đó cái tư duy của mình nó cũng được mở mang, rồi mình học được cái giá trị, được cái sức mạnh của cái nền kinh tế chia sẻ, giá trị và tư duy của người thành công trong thời đại mới. Mình làm quen với Facebook, mình cũng như là tất cả những hình thức mà online marketing khác. Thì tham gia cộng đồng GA thì mình cũng có cái cơ hội là mình được trang bị những kiến thức, những kỹ năng vừa tổng hợp, vừa rộng mà vừa sâu nữa. Rộng là vì sao? Rộng là vì là cái như là mình nâng cấp về mặt tư duy và kiến thức bao quát, nhưng rất là cần thiết để kinh doanh thành công trong thời đại mới, thời đại công nghệ 4.0. Rộng là vì sao? Vì mọi người được trao một cái cơ hội tham gia một sân chơi cực lớn, sân chơi mang tính toàn cầu, với một cái tâm thế là rất tự tin để mà bước ra biển lớn. Còn sâu là vì sao? Vì chương trình đã trao cho từng thành viên những cái giá trị rất là thiết thực, có thể ứng dụng vào cuộc sống, cùng với một triết lý kinh doanh đậm, thấm đậm cái tính nhân văn. Ví dụ như là cho đi rộng lượng, đón nhận cừ khôi, thí dụ như là triết lý đồng tiền hạnh phúc, hay là luật nhân quả, đó là cái gốc, là cái rễ, là cái cốt lõi dẫn đến mọi thành công. Thì trên tất cả, thì sau khóa học GA thì mình thấy được rằng là chính bản thân mình nó đang chuyển biến, cái dòng chảy năng lượng của mình nó được khơi thông và nâng cấp lên. Rồi mình thấy ngoài kia, chân trời ngoài kia tự nhiên bừng sáng lên, rồi cả thế giới bên ngoài sôi động. Trước đây thì mình không thấy như vậy. Nó ùa vào mình và nó hòa vào một cái tập thể của Imica, US Home, Camly Group, một tập thể mà tràn đầy năng lượng yêu thương, mình thích lắm. Rồi cái sự truyền đạt dẫn dắt đầy năng lượng và đầy cảm hứng của chị Camly Dương, một vị CEO rất trẻ nhưng mà rất tâm huyết, rất có tâm, rất có tầm, và cùng anh chị các bạn trong đội ngũ Camly, đội ngũ US Home, đội ngũ Imica trẻ trung tài năng, thì mình thẩm thấu được cái giá trị của cái tư duy tích cực, thẩm thấu được nhiều giá trị và những thông điệp tuyệt vời mà chương trình này gửi gắm. Thì tiếp theo cái khóa GA căn bản đó thì mình
mình thấy học như vậy cũng là chưa đủ, mình cũng may mắn là được có cái cơ hội lại tham gia cái chương trình mà là GA gọi là Training Advanced nâng cao, thì mình cũng quyết tâm tham gia, bởi vì cái trong chương trình này là liên quan đến những cái công cụ mà liên quan đến email marketing, YouTube rồi Facebook marketing, tất cả những đó là mình hoàn toàn là coi như là con số không. Thành ra là mình phải nó quyết tâm tham gia học để bằng chị bằng anh bằng em. Thì thực sự thời gian học trong cuối năm vừa rồi đó, là 6 tuần lễ, các bạn biết không, nó rất khá là căng thẳng đối với mình, bởi vì các bạn biết là cái múi giờ ở Mỹ như Việt Nam nó trên lệch. Thành ra là mình toàn học từ cái giấc là 12 giờ khuya đến 4 giờ sáng, 3-4 giờ sáng ở Mỹ. Nhưng mà mình quyết tâm. Thì nhờ cái gì? Nhờ cái năng lượng của group, nhờ cái sự nhiệt tình dẫn dắt, sự động viên của đội nhóm, rồi của các diễn giả, rồi cuối cùng mình cũng đã về đích an toàn và thành công. Nói là như vậy. Cảm ơn các anh chị và các bạn. Thì từ một cái người mà gọi là mù chữ đó, mù về gọi là về email marketing, về Facebook marketing, về YouTube, vân vân, tất cả thứ, thì cái mình bây giờ đây á, mình bắt đầu có thể tập tành đôi chút rồi. Mình đã bắt đầu trang bị, mình đã bắt đầu mua sắm những cái gọi là selfie để mình thấy là tập quay phim dần dần rồi đó. Thì đối với các bạn trẻ, thực sự cái đó là một cái điều nó rất bình thường, rất dễ dàng. Nhưng đối với mình, thực sự đó là một cái bước mình thấy rằng tiến bộ lớn. Các bạn chúc mừng cho mình nhé. Thì sau khóa học training GA ấy, thì mình cũng tự hỏi làm thế nào để mà mình có thể mạnh miệng giới thiệu, kết nối mọi người tham gia đầu tư ở Mỹ, bất động sản ở Mỹ, trong khi bản thân mình chưa có cái cảm giác sung sướng, chưa có cảm giác trải nghiệm nào trong vai trò của một nhà đầu tư bất động sản cả. Mình suy nghĩ như vậy. Thế rồi mình mới, vậy mình phải mạnh dạn mà làm cái gì đó. Mình không có tiền nhiều thì mình mua chút chút. Mình nghĩ rằng là cứ men theo dòng sông thì thế nào cũng ra biển lớn. Mình tin chắc là vậy. Cứ men theo dòng sông thế nào cũng ra biển lớn. Thế rồi là mình quyết tâm tham gia đầu tư. Rồi khi đấy thì lúc đó bên giữa sông tạo mọi cái điều kiện và thuận lợi nhất, tốt nhất có thể để cho mình tham gia đầu tư. Và các bạn biết không, rất là mừng, và mình đã chính thức thành một cái nhà đầu tư của US Home cho cái dự án là nhấn là cái căn hộ Villa de Azur của tập đoàn Westernville. Thật là vui, là phấn khởi các bạn. Thì cũng xin bật mí các anh chị và các bạn rằng là trong năm nay nè, mình cũng sẽ có kế hoạch là mua thêm một cái gói bất động sản nữa có giá trị cỡ khoảng như vậy, nếu như cái điều kiện, nếu như cái cơ hội đó cho phép đến với mình. Thì nhìn lại hành trình một năm gia nhập cái gia đình GA, đại sứ đầu tư toàn cầu của Camry Group, thì mình hôm nay là ngày sinh nhật, thì mình rất là xúc động và cả cái sự tự hào. Cái chương trình và cộng đồng GA nó đã góp phần mang lại cho mình một cái nguồn cảm hứng, một cái nguồn năng lượng tươi mới cho cuộc sống. Chất lượng cuộc sống của mình vì thế là không ngừng là nâng lên. Thì hiện tại thì mình làm việc tại nhà, được làm việc tại nhà, mình có thời gian chăm sóc gia đình, chăm sóc vườn tược, tham gia những hoạt động đa dạng mà mình yêu thích. Ví dụ như hiện tại mình đang là tham gia start up cho một công ty ở Mỹ. Công ty này nó có mô hình kinh doanh và có thể kết nối được với tập đoàn mà mình từng làm việc ở Việt Nam. Đó là một điều thú vị mà mình rất là ước mơ, và bây giờ mình đang làm điều đó. Tất nhiên một cái điều mới khởi động. Rồi mình hiện tại cũng tập đăng bài, tập thực hành theo các chủ đề mà trong chương trình mà GA Advanced hướng dẫn mình. Rồi mình học thêm về online marketing, rồi mình đi ra bên ngoài nhiều hơn, bước ra bên ngoài nhiều hơn, mình tập tương tác với cộng đồng. Ví dụ mình đến các bệnh viện, mình đi thông dịch cho cộng đồng người Việt, rồi mình tham gia các hội thảo liên quan đến bất động sản, liên quan đến năng lượng xanh, liên quan đến năng lượng sinh khối, vân vân, để mà vừa có kiến thức, rồi vừa có thêm cái cải thiện tiếng Anh nữa. Rồi mình ngoài ra mình tham gia những cái gì liên quan tới sức khỏe, liên quan tới thiền định, rồi liên quan luật hấp dẫn, liên quan nhân số học, vân vân. Thì mình thấy rằng là mặc dù còn cái nhiều hạn chế, nhưng mà thực sự mình là rất vui, bởi vì mình đã có những cái thành quả bước đầu. Dẫu vậy thì mình thấy rằng là mình là một thành viên của GA, là đại sứ đầu tư toàn cầu, mang trong tim mình một cái sứ mệnh nó rất là ý nghĩa. Thì mình cảm thấy rằng bản thân mình cần phải nỗ lực hơn nữa, nhiều hơn nữa, cải thiện nhiều hơn nữa. Thì từ đất Mỹ mình sẽ quyết tâm không ngừng phấn đấu,
học hỏi và ra những hành động cụ thể, những đóng góp cụ thể để mà góp phần cho cái cộng đồng GA của mình ngày càng mạnh hơn, cũng như là đóng góp cho cam group của chúng ta. Thì nhân đây mình cũng xin được cảm ơn và tri ân chị Cam Lý Dương cùng tất cả chị và các bạn. Cảm ơn hai em Thịnh Liên đã dẫn dắt mình đến chương trình này. Chúc cho tất cả các thành viên của chúng ta luôn luôn vui khỏe, luôn luôn hạnh phúc và thành đạt. Mình chúc cho chương trình của chúng ta ngày một thành công, lan tỏa được yêu thương, lan tỏa được cái giá trị đến với cộng đồng, và chúng ta ngày càng lớn mạnh để vững bước đồng hành với IMICA, US Health và Camry Group vươn ra thế giới. Thì mình cũng xin mượn lời ca khúc Khát Vọng của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Đây là một ca khúc mình rất là tâm đắc để thay cho cái lời kết của buổi chia sẻ hôm nay. Wow. Xin hát vài câu và nghe nhé. Hãy sống như đời sống để biến yêu nguồn cội. Hãy sống như đời núi vươn tới những tầm cao. Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ bên rộng. Hãy sống và khát vọng để thấy đời mênh mông. Các bạn trẻ ơi, chúng ta hãy mạnh dạn tham gia cộng đồng GA, đại sứ đầu tư toàn cầu, để nâng cao kiến thức, nâng cao nội lực, nâng cao bản lĩnh, tự tin bước ra kinh doanh trên mặt tầm thế giới. Mình nỗ lực được, làm được, chắc chắn các bạn trẻ sẽ làm được và làm hơn thế nữa. Thế giới đang rộng lớn mà kia, đang chờ đón tất cả chúng ta. Xin cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã lắng nghe. Xin cảm ơn. Cảm ơn anh Bình. Tiếp theo đây là lời chia sẻ của chị Kim Anh. Chị là một GA, cũng là một nhà đầu tư EB5 cho gia đình mình. Dạ, xin mời chị. Wow. Dạ, xin hỏi là các anh chị đã nghe tiếng Kim Anh rõ chưa? Có nghe rõ Kim Anh. Ok. Hơi bị vang á. Hơi bị vang, dạ. Ok, nhà lá người không chị? Wow, em rất là đang trong cái mood rất là xúc động và rất là tuyệt vời. Anh Bình ơi, em cảm ơn anh Bình. Anh Bình đã nói tất cả những cái gì mà em ấp ủ và em đang, cho nên những cái câu nói của anh nó chạm được đến em, bởi vì em cảm được tất cả những cái điều đó thật sự. Dạ. Cũng không giấu gì các anh chị, Kim Anh cũng là một nhà đầu tư EB5. Trước khi tham gia vào GAA thì 2 năm trước thì gia đình Kim Anh đã tham gia chương trình EB5 để mà có thể định cư tại Mỹ. Và cũng là một cái duyên lành khi mà mình được biết đến chương trình GAA. Thật sự ra thời điểm mình đến với chương trình GAA, mình tò mò, bởi vì mình muốn biết là đây là chương trình gì mà mình có thể được kinh doanh, rồi có thể chủ động về thời gian, có thể được hướng dẫn, được nắm tay từng bước dẫn đến thành công như những gì các bạn đã nói. Và có những kiến thức mà rất là mới, rất là lạ, và mình rất là tò mò, rất là háo hức muốn biết. Và khi tham gia vào chương trình thì thực sự là mình được rất là nhiều, và mình cảm nhận được hoàn toàn tất cả những cái gì mà các anh chị đã cho, đúng, phải nói đúng là cho đi rộng lượng. Tất cả những kiến thức, tất cả những bí, mình có thể gọi là bí quyết, được truyền đến rất là tận tâm. Và có những cái đội ngũ mentor, họ luôn sát cánh bên mình để hỗ trợ cho mình. Đây là một cái lĩnh vực hoàn toàn mới đối với Kim Anh. Tuy nhiên là với sự hỗ trợ của tất cả các anh chị mentor, mình bước vào đây mình chỉ là một người mới và lạ. Tuy nhiên là khi vào môi trường này thì tất cả mọi người cũng như thành là quen. Cộng đồng 4.000 người bây giờ, mặc dù là chỉ gặp nhau trên mạng thôi, nhưng mà hôm nay đến cái buổi offline hôm nay thì khi mà được gặp gỡ ở ngoài đời, chúng ta lại có những cái cảm giác như những người thân quen rất là lâu rồi. Đó là những cái gì mà khi mình rất là trân trọng và rất là cảm ơn cộng đồng GAA đã tạo được một cái môi trường rất là tuyệt vời cho tất cả các anh chị em. Chúng ta có thể học tập, chúng ta có thể phát triển, và quan trọng là chúng ta cùng nhau đi đến thành công. Và cũng mong muốn là chia sẻ với các anh chị rằng các anh chị hãy tin tưởng,
là đội ngũ mentor các anh chị đây rất, các anh chị mentor rất là tuyệt vời, các anh chị hỗ trợ rất là nhiệt tình, rất là tận tâm, và chính xác là cùng nhau chúng ta đi đến thành công. Và thêm một điều nữa Kim Anh cũng muốn chia sẻ, đó là khi mà mình vào đây mình cũng vỡ ra được rất là nhiều điều, rất là nhiều điều mà đến độ tuổi ba mươi mấy này mình nghĩ là mình sống mình cũng trải nghiệm đủ rồi. Tuy nhiên thì qua những khóa học, qua những công việc ở đây thì mình vỡ ra và mình cảm nhận được một cách sâu sắc hơn tất cả mọi thứ về Ikigai, về những thứ mình làm ở đây. Mình cảm nhận được là những công việc mình làm vì tình yêu thương, mình được đánh giá cao, mình giúp ích xã hội, và mình được được đánh giá và mình được trân trọng, và mình được chi trả tốt cho những phần này. Rất là nhiều cái điều mà mình vỡ ra ở đây. Và quan trọng hơn hết và cốt lõi hơn hết, đó chính là bản thân Kim Anh, mình cảm nhận được một cái điều là sứ mệnh của mình. Thì không biết là các anh chị có biết là ngọn nến, sứ mệnh của ngọn nến là gì không ạ? Và nếu mà các anh chị muốn biết được những cái điều Kim Anh cảm nhận thì xin hãy comment yes vào đây để mà Kim Anh có thêm động lực và chia sẻ thêm với các anh chị. Đó là những cái điều mà Kim Anh đã cảm nhận được rất là sâu sắc ở đây. Dạ xin cảm ơn Jenny. Trước đây á, Kim Anh nghĩ là ngọn nến chỉ có một sứ mệnh duy nhất là thắp sáng thôi. Nhưng giờ đây thì mình thấy rằng ngọn nến còn có một cái sứ mệnh cao cả hơn nữa. Đó là thắp sáng cho những ngọn nến khác cùng tỏa sáng. Dạ, thì xin lỗi hơi xúc động chút xíu. Thì Kim Anh rất là tin tưởng vào triết lý kinh doanh, nhân văn, trí tuệ và toàn cầu của tập đoàn Cam Ly. Kim Anh tin rằng một người thành công thì sẽ thắp sáng lên và dẫn dắt những người khác cùng nhau thành công. Xin cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe. Xin chào.